tiểu sử Long Tròn, em trai giang hồ Hải Bánh Khét như thế nào? Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Gã Giang Hồ. Trong giới hắc đạo của Hà Nội lẫn miền Bắc, Long Tròn là một cái tên cực kỳ khét, bởi đây không những là em trai của Hải Bánh, mà còn là một đại ca thú dữ đất thủ đô, mà nhiều người còn đánh giá là ngang tàn và bản lĩnh hơn cả anh trai mình. Tiểu sử Long Tròn. Nguyễn Hải Long hay còn được biết đến với biệt danh là Long Tròn, hay Long Mỹ Chém. Sinh năm 1969, trú tại phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Long Máy Chém là cái tên không còn xa lạ với giới giang hồ những năm 80-90. Khi ấy, con phố Hàng Cót được xem như một con phố nhiều tệ nạn nhất thủ đô. Chính điều này đã tôi luyện cho Long trở thành một đại ca thực thụ. Bọn cao bồi trộm cắp, cướp giật trọn con phố nhà Hải Bánh, Long Tròn làm nơi tụ tập. Nên ngay từ khi sinh ra, Long Tròn đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ cướp của, giết người xảy ra như cơm bữa. Mỗi vụ trộm cắp ấy, Long Tròn đều nhẫn mặt, mà cũng lạ thay những cái xấu, cái ác ấy ngấm vào người Long Tròn rất nhanh. Khi cắp sách đến trường, Long Tròn luôn là một học sinh ngoan. Nhưng khi bỏ cặp sách ra, Long Tròn liền trở thành một người phá trời, phá đất. Long Tròn cùng anh trai của mình là Hải Bánh chính là hung thần trên phố Hàng Cót. Khi đi học về, Long Tròn và Hải Bánh trèo lên sân thượng nhà mình để tăm tia bọn móc túi rạch giỏ ở bến tàu điện, rồi xuống đường chấn lột. Vậy là nghiễm nhiên phải hai anh em trở thành đại ca của bọn tiểu yêu, khi trở thành giang hồ khét tiếng. Năm 1980, khi giang hồ chia lãnh địa hoạt động thành các quân khu, thì Nguyễn Hải Long tức Long Tròn cũng cầm đầu một băng nhóm du thủ, du thực suốt ngày trốn gia đình đi đánh nhau ngoài phố. Mỗi khi gây hấn, Long Tròn đều giúp con dao bầu ra, chém gây thương tích cho rất nhiều người, nên được mệnh danh là Long Máy Chém. Ngược lại, Long Tròn cũng rất nhiều lần bị kẻ thù gây thương tích rất nặng, nát mình mẩy đến lìa hẳn một cánh tay. Vì thương em nên Hải Bánh cũng lậm dao đi theo để bảo vệ cho Long Tròn. Vào trận thì Hải Bánh vật trước, Long thất thế thì Hải và đồng bọn chặn hậu cho Long rút lui. Sau này, Long Tròn và Hải Bánh được tôn lên làm đại ca và bảo kê cho bọn móc túi ở chợ Đồng Xuân. Giới giang hồ khi đó cho rằng Long Tròn mới là trùm thực thụ đứng sau Hải Bánh, vì vào thời điểm ấy Hải có thù với rất nhiều giang hồ thứ thiệt đất thủ đô, nên tính mạng của Hải lúc nào cũng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng không một ai dám làm gì, vì e sợ em trai Hải Bánh là Long Tròn hay Long Máy Chém. Trong một lần anh em Hải, Long và đồng bọn chém một thanh niên đến chấn thương sọ não, Long cũng bị trọng thương phải nhập viện. Không ngờ cả đầu tấu và đầu mèo cũng phải nằm điều trị vết thương cùng một khoa. Hải Bánh sợ băng nhóm kia trả thù, nên lậm dao găm trong người, trực trong bệnh viện 24/24 để bảo vệ cho Long khỏi bị đồng bọn đối thủ lấy số. Đối phương thấy Hải Bánh ngầu quá, nên cũng không dám manh động. Được biết khi còn trong nhà tù Hỏa Lò hay nhà giam Ba Sao, Long Tròn luôn là một đại bàng thực sự. Trước khi ra tù vào năm 2010, Long trở về Hà Nội tụ tập đám đàn em lại để tìm cách hoạt động. Khi ra tù, Long không còn ngang tàn như xưa nữa, mà theo những người tiếp xúc với Long thì khá tân thiện, vui vẻ, nhưng bản lĩnh trong người thì vẫn còn thừa, nếu không nói là danh tiếng của Long vẫn còn khét. Sau khi đi tù trở về, cuộc sống của Long khá bình thường, tuy nhiên vì chuyện tình nam nữ mà một lần nữa Long Tròn phải trả giá. Cụ thể vào năm 2016, Long bị công an quận Hoàng Mai ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích. Tội này của Long khá khôi hài. Dù lớn hơn tới 26 tuổi nhưng Long vẫn có cảm tình với một cô gái 22 tuổi quê Thanh Hóa. Chẳng biết mối tình này bắt đầu từ khi nào, nhưng đàn em của Long thấy đại ca say cô gái trẻ như điếu đổ và cũng cực kỳ ghen tuông. Trong những lần cả hai bên đi bên nhau, nếu có chàng thanh niên nào nhìn bạn gái thì Long quét mắt khiến đối phương phải run sợ. Canh chừng bạn gái như vậy, nhưng cuối cùng Long vẫn bị cô gái này cho cắm sừng. Khi anh ta lờ phát hiện về sự thay đổi, Long cho đàn em theo dõi nhằm thu thập chứng cứ, đánh dằn mặt tình địch. Cuối cùng Long đã xác định người thứ ba chen chân vào cuộc tình của mình là Nguyễn Hữu Dương, quê Thanh Hóa. Chiều ngày 6/05/2016, Long dẫn theo ba đàn em chưa xác định được danh tính, mang theo 4 con dao quắm, đến nhà trọ của người thanh niên này để tìm người yêu. Tại đây ngoài anh Dương còn có 3 người bạn khác. Sau khi lục tung khắp dãy phòng trọ không tìm thấy người yêu, Long nổi điên cùng với đàn em vung dao lao vào Dương và bạn bè. Chỉ sau vài đường dao, các nạn nhân nằm gục xuống nền nhà. Gây án xong, nhóm này nhanh chân bỏ trốn. Ngày 10/7/2017, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giam Nguyễn Hải Long về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng,
những tiền án tiền sự như trên được đối tượng tích lũy trong thời gian dài. Đám giang hồ mỗi khi nhắc đến Long, không khỏi sợ hãi bởi Nguyễn Hải Long là em trai của Nguyễn Tuấn Hải, tức Hải Bánh, từng là đàn em của Khánh Trắng. Trước đó ít ngày, qua công tác nghiệp vụ công an phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xác định, Long đang điều khiển xe ô tô, di chuyển từ tỉnh Hưng Yên về thành phố Hà Nội, trên xe mang theo vũ khí nóng, đã bố trí lực lượng theo sát đối tượng này. Khi xe ô tô của Long dừng trên phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xe, phát hiện tại ghế sau xe ô tô của Long một khẩu dài, một hộp tiếp đạn bên trong có 354 viên, dưới ghế một khẩu côn và 5 viên trong ổ. Tại cơ quan công an, Long khai, vào tháng 4 năm 2017, mua 2 khẩu và số đoạn trên tại cửa khẩu biên giới Lạng Sơn với giá 19 triệu đồng. Được biết hiện tại thì Long Tròn đã được thả tự do và không giấu nổi vui mừng khi đón Hải Bánh trở về.